Rồi, chào tất cả các bạn nha, thấy vô phấn các bạn ơi. Đó, đi nguyên chiếc máy cày luôn rồi, xe con nữa nè, thả diều ghê chưa. Gió mạnh đó đó, gió lớn đó, nguy hiểm, quá người. Rồi, con này của mình, con này không biết xử. Gió lớn tao đã. Gió mạnh đó. Cam xanh cam.
hai màu. Sáng ghê. Cam đỏ xanh. Cá xanh. Sao thôi mình qua video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Rồi bữa nay gió thả cũng được. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha. Rồi lên ổn định hết rồi đó.